xin chào quý vị đến với video lịch thi đấu cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 với khẩu hiệu non sông liền một giải. Niềm tin chiến thắng là một trong những cuộc đua danh giá nhất làng xe đạp Việt Nam. Giải quy tụ gồm hầu hết những đội đua mạnh nhất cả nước như thành phố Hồ Chí Minh Vinama, tập đoàn Lộc Trời, Dược Metro Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Nhựa Bình Minh Bình Dương. Các cái đua sẽ tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình 2.964 km trải dọc miền đất nước. Cuộc đua bắt đầu từ vòng đua quanh Hồ Hoàn Kiếm ngày 2 tháng 4 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 lịch sử tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chặng 4 từ thành phố Vinh Nghệ đến thành phố Đồng Hới Quảng Bình là dài nhất với 197.4 km. Các chặng đua lên Gia Lai, Buôn Mê Thuột, những vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch, cảnh sắc thiên nhiên phong phú, văn hóa bản địa đặc sắc sẽ là điểm nhấn của cuộc đua năm nay. Đồng thời, những chặng đua trong khung cảnh bình yên, trù phú ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ mang đến nhiều điều thú vị. Để động viên tinh thần thi đấu của vận động viên, tổng giá trị tiền thưởng cuộc đua sẽ lên đến khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, người đoạt áo vàng chung cuộc sẽ được giải 200 triệu đồng, áo xanh và áo đỏ chung cuộc trị giá 50 triệu đồng mỗi danh hiệu. Đội đoạt cúp vô địch đồng đội được 100 triệu đồng. Ngoài ra, cứ mỗi trận vận viên về nhất sẽ được 20 triệu đồng. Các vị trí tiếp theo là 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 1 triệu đồng. Là một trong những hoạt động quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. 137 năm ngày quốc tế lao động, 1 tháng 5 1886, 1 tháng 5 năm 2023. 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng. HTV 35 sẽ khởi tranh từ thủ đô Hà Nội vào ngày 2 tháng 4, sau đó đi qua 30 tỉnh thành như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2023, lễ khai mạc cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội. Và sau đó diễn ra vòng 1, vòng đua vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thủ đô Hà Nội, dài tổng cự ly 42.5 km. Ngày thứ hai, ngày 3 tháng 4, chặng đua thứ hai Hà Nội đi Hà Nam, Ninh Bình và kết thúc tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dài 114 km. Ngày thứ ba, 4 tháng 4, chặng đua số 3 thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, dài 140 km. Ngày thứ tư, 5 tháng 4, chặng đua thứ 4 thành phố Vinh, Nghệ An đi Hà Tĩnh, Đồng Hới, Quảng Bình có đi qua đèo ngang và chặng đua này 197.4 km, chặng đua dài nhất cuộc đua. Ngày thứ 5, 6 tháng 4, chặng đua số 5 thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đi ngang Quảng Trị và điểm đến là thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, dài 162.5 km. Ngày thứ 6, 7 tháng 4, cả đoàn đua được nghỉ tự do và ngày thứ 7, 8 tháng 4, vòng đua số 6 vòng quanh thành phố Huế, cuộc đua này dài 42 km. Chủ nhật 9 tháng 4, cuộc đua số 7 từ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đến thành phố Đà Nẵng có đi ngang đèo Phú Gia, đèo Phước Tượng và đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân là đệ nhất hùng quan. Chặng đua này có chiều dài là 108.5 km. Ngày thứ 2, 10 tháng 4, chặng đua số 8 từ thành phố Đà Nẵng đi ngang Hội An và đến thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lộ trình dài 83.4 km. Ngày thứ 3, 11 tháng 4, chặng đua số 9, đua đồng đội tính giờ tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, dài 31 km. Ngày thứ 4, 12 tháng 4, chặng đua số 10 từ thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, dài 179 km. Ngày thứ 5, 13 tháng 4, cả đoàn đua nghỉ tự do. Ngày thứ 6, 14 tháng 4, chặng đua số 11, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, có qua đèo An Khê và đèo Mang Giang, tổng lộ trình 166 km. Ngày thứ 7, 15 tháng 4, chặng đua số 12, từ thành phố Pleiku, Gia Lai
đến thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng lộ trình dài 179 km. Ngày Chủ nhật 16 tháng 4, chặng đua số 13 từ thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dài 189 km, trong khi đó có đổ đèo Phượng Hoàng. Và ngày thứ hai 17 tháng 4, chặng đua số 4 thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đến thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, có qua đèo Vĩnh Hy, dài 130 km. Ngày thứ ba 18 tháng 4, chặng đua số 15 từ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, leo đèo Hoàng đèo Mimosa, có lộ trình dài 123 km. Ngày thứ tư 19 tháng 4, đoàn nghĩa tự do. Ngày thứ năm 20 tháng 4, chặng đua số 16, đua vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổng lộ trình dài 51 km. Thứ sáu 21 tháng 4, chặng đua số 17 từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xuất phát sau trạm thu phí Định An, có tổng lộ trình dài 97,5 km. Ngày thứ bảy 22 tháng 4, chặng đua số 18 từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đến thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, xuất phát từ chân đèo Bảo Lộc, tổng lộ trình là 129,5 km. Chủ nhật ngày 23 tháng 4, chặng đua số 19 từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đi ngang Bình Dương, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và đến thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tổng lộ trình dài 147 km. Ngày thứ hai 24 tháng 4, chặng đua số 20 từ thành phố Bến Tre đi ngang Trà Vinh, Vĩnh Long và kết thúc tại thành phố Cần Thơ, tổng lộ trình dài 131,4 km. Ngày thứ ba 25 tháng 4, đoàn nghĩa tự do. Ngày thứ tư 26 tháng 4, chặng đua số 21 vòng đua thành phố Cần Thơ dài 48 km. Ngày thứ năm 27 tháng 4, chặng đua số 22 từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Long Xuyên, An Giang dài 83,4 km. Ngày thứ sáu 28 tháng 4, chặng đua số 23 từ thành phố Long Xuyên, An Giang đi ngang qua Đồng Tháp, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, tổng lộ trình dài 133,3 km. Ngày thứ bảy 29 tháng 4, chặng đua số 24 từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đi ngang Long An và đến thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh dài 134 km. Ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 4, chặng đua cuối cùng chặng đua số 25 từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đến hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh dài 121,5 km và kết thúc cuộc đua. Trong 25 chặng đua, các đoàn đua đã đi qua rất nhiều tỉnh thành, rất nhiều cảnh đẹp của dọc miền đất nước. Mời quý vị các bạn cùng xem cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Con Đông Á lần thứ 35 và chúc cả đoàn đua được thành công tốt đẹp. Cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Con Đông Á sẽ khởi tranh từ ngày 2 tháng 4 tại Hà Nội. Tại giải đấu năm nay, các đua chinh phục 25 chặng với tổng lộ trình gần 3.000 km đi qua các tỉnh thành như Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4 lịch sử. Cuộc đua năm nay thu hút 14 đội, mỗi đội 7 vận động viên tham dự gồm thành phố Hồ Chí Minh Vinama, thành phố Hồ Chí Minh New Group, Dược Đô Metco Đồng Tháp, Đô Ba Găng Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Gạo Ngọc Trời An Giang, Quân Khu 7, Quân Đội, Nhựa Bình Minh Bình Dương, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội, Thanh Hóa, Kenda Đồng Nai, Ba Lai Đồng Nai. Cuộc đua năm nay có tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng. Ở giải thưởng chặng có mức thưởng hấp dẫn với hạng nhất 20 triệu đồng, hạng nhì 5 triệu đồng, hạng ba 3 triệu đồng, hạng tư và hạng năm mỗi giải là 1 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng chung cuộc như sau: áo vàng 200 triệu đồng, hạng nhì 100 triệu đồng, hạng ba 50 triệu đồng, áo xanh 50 triệu đồng, áo đỏ 50 triệu đồng, áo trắng 30 triệu đồng, vô địch đồng đội 100 triệu đồng, hạng nhì 60 triệu đồng, hạng ba 30 triệu đồng
giải phong cách 20 triệu đồng. Ngoài ra, nhà tài trợ còn trao giải thưởng đặc biệt vận động viên ấn tượng trị giá 50 triệu đồng dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chung cuộc. Ông Thái Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo cuộc đua cho biết, năm nay giải ghi dấu với những chặng đua mới lên Tây Nguyên về đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi rất mong muốn cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 sẽ tiếp tục thành công, lan tỏa hơn nữa đến với khán giả cả nước với thông điệp là hình ảnh hồi sinh phát triển của Việt Nam thông qua các địa phương và đoàn đua đi qua. Đồng thời quảng bá danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, những đặc sản ẩm thực, những nét đặc trưng văn hóa vùng miền. Và trong cuộc đua năm nay có những tay đua xuất sắc, những tay đua mạnh về nước rút và những tay đua mạnh về leo đèo, chẳng hạn như Nguyễn Tấn Hoài, Trịnh Đức Tâm, Trần Tuấn Kiệt, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng, Lê Văn Duẩn, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Dương Hồ Vũ, Trần Nguyễn Duy Nhân, Phan Hoàng Thái, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Lê Minh Trí, Ngô Quang Phương, Trần Nhật Duy, Hà Kiều Tấn Đại, Nguyễn Văn Dương, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài, Igor Polov, Roman Maikin, Louis Desiac, Lê Xuân Lộc, Nguyễn Văn Bình, Hà Văn Sơn, Hồ Ngọc Chánh.